Dạ vâng, trung tâm điện tử Tổng Hoa xin mến chào toàn thể các bác. Quay trở lại clip ngày hôm nay, bên em xin được tiếp tục làm một cái clip ngắn giới thiệu đến các bác và anh em nội thất của một cặp loa bãi Mỹ có tên TV. Đây là một dòng loa được thiết kế 3 đường tiếng của TV, với cấu hình loa được thiết kế một bát 40 từ 220 côi 100 và một chung kèn. Bên trên là một mít ép kèn tổng 3 loa trên một thân thùng. Cặp loa này có mã là FP3. Vâng, đây là một cặp loa bãi Mỹ được sản xuất tại Mỹ của TV. Một cặp loa bãi nhưng mà còn zin đét các bác. Độ mới còn rất ok. Các bác nhìn cái tem của nó này. Tem còn nguyên nhé. Vâng, thì trước khi đi vào nội thất thì em đo sơ qua cái thông số thùng để cho các bác chúng ta nắm được cái thông số chiều cao và chiều sâu, chiều rộng. Ở đây là chiều cao, là chiều cao của thùng là 88 cm. Vâng, xin lỗi các bác, ở cái video trước em báo là 78 cm nhé, đo chính xác là nó là 88 cm, em báo nhầm. Và chiều sâu vẫn là 52 cm. Vâng, xin lỗi, chiều sâu là 58 cm và chiều ngang là 52 cm. Trọng lượng cân nặng của mỗi thùng nó rơi vào tầm khoảng là 45-47 kg. Vâng, 45-47 kg mỗi thùng. Đây là một cặp loa TV hàng Mỹ xịn, đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, một dòng loa 3 đường tiếng. Bác nào sở hữu cặp này thì không cần phải sử dụng đến loa siêu trầm các bác nhé. Tiếng bát của nó đánh rất sâu và mềm. Đấy. Vâng, đây là tên của sản phẩm TV, mã của nó là FP3. Một dòng loa được sản xuất tại Mỹ, made in USA. Trở kháng 8 ohm, công suất maximum là 1200W này. Đấy. 1200W này chia đều cho một cặp, mỗi quả là 600. Và mỗi quả 600W. Đấy. Với cái mã SP3 thì dòng loa này được thiết kế 4 cổng jack kết nối vào 26 ly. Và hai giác lưu trích. Hai giác lưu trích này thì thường là các bác đánh ở chế độ tổng, và đây là chế độ các bác đánh chế độ giải thấp. Đấy. Đánh giải thấp. Trở kháng 8 ohm, một cặp loa Mỹ nòi tòi phòi luôn. Vâng, đây là cái nội thất của cặp loa TV. Sử dụng một bát 40 từ 220 côn 100. Đấy, sắt từ còn trắng nhé. Từ 220 côn 100. Vâng, đây là một cặp loa TV cọc kẹp dây này. TV. Đây là sơ di của màng bát này. 17601038. Từ 22 côn 100, khung xương bằng nhôm đúc, được sơn màu đen. Hàng thì còn xịn sò, zin nguyên bản các bác. Đấy, zin đét luôn. Chất âm của cặp loa này thì phải nói là không có điểm chê. Đấy. Màng giấy gân vải tẩm dầu, hàng còn xịn sò, nguyên bản. Với chất âm của nó thì chắc là không có đối thủ. Ở đây là cái chung này. Đây là từ của chung kèn. Từ của chung kèn này là có đường kính khoảng 13 cm các bác. Đấy. Rất lặng. Và đây là củ tép kèn. Chung và tép là dòng loa này họ thiết kế liền phễu nhé. Liền phễu. Đấy, chung này các bác có thể tháo ra. Đấy. Tháo ốc ra. À, phía đằng trước họ làm một cái đầu như là một cái đầu đạn, rất là đẹp.
là mít tép này, tivi RX22 trở kháng 8 ohm. Chung này tiếng rất là bay sáng nhé, tép tí tách, tiếng bát đánh rất sâu và mềm. Wow, quá nặng. Đây phần tần của nó đây các bác, với cái mã SP2 của SP3, vâng SP3 của TV, dòng này họ thiết kế hai phân tần nhé. Đây. Đấy, phần tần chính của nó này, phần tần này, bảng phần tần này nó to bằng cái quyển sách to của học sinh các bác. Đấy, phần tần rất là gấu, phần tần cực gấu luôn. Bằng đây là một cái bảng phân tần của dòng loa Mỹ TV, có mã là SP3, một dòng loa 3 đường tiếng của TV các bác nhé. Và với một cặp loa bãi Mỹ TV được sản xuất tại Mỹ, hàng bãi xịn còn zin nguyên, độ đẹp thì còn xuất sắc, zin nguyên bản. Cặp loa này bên em đang chào bán với giá là 32 triệu đồng các bác nhé. Vâng, 32 triệu. Bác nào có nhu cầu một cặp loa Mỹ xịn, dòng loa TV 3 đường tiếng, sở hữu bát 40 từ 220 cô 100, một chung kèn và một mít ép kèn, giá 32 triệu. Mọi nhu cầu mua sắm các bác và anh em liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265.